Hiện tại căng thẳng biên giới phía đông giữa Trung Quốc và Ấn Độ vẫn chưa hề dịu bớt với việc xuất hiện thêm xung đột mới giữa hai bên ngay trong ngày độc lập lần thứ 70 của Ấn Độ. Tình trạng xung đột bạo lực mới lại tiếp tục diễn ra trên khu vực biên giới tranh chấp giữa Ấn Độ và Trung Quốc. Quân đội của cả hai bên đã đóng chốt tại khu vực biên giới gần Bhutan kể từ hồi tháng 6 và tình hình căng thẳng này vẫn chưa dịu bớt, ngược lại còn tăng cao. Mới đây sau khi lực lượng quân đội Trung Quốc cố gắng đặt chân vào khu vực do phía Ấn Độ tuyên bố chủ quyền, lực lượng quân đội Ấn Độ đã phải dùng tới gậy và đá để chặn lại lực lượng quân đội Trung Quốc. Cho đến nay vẫn chưa có bất kỳ báo cáo nào liên quan đến nổ súng giữa hai bên. Tuy nhiên những lần đụng độ giữa hai bên đã khiến nhiều người bị thương ở cả hai phía. Căng thẳng bắt đầu dâng cao kể từ khi quân đội Ấn Độ được cử tới một khu vực biên giới xa xôi hai tháng trước nhằm ngăn cản quân đội Trung Quốc làm đường tại khu vực này. Phía Ấn Độ luôn khẳng định sự hiện diện của quân đội Trung Quốc là một mối đe dọa tới an ninh của quốc gia này. Lần xung đột mới nhất xảy ra đúng dịp Ấn Độ kỷ niệm 70 năm ngày độc lập và Thủ tướng Ấn Độ ông Narendra Modi cũng đã tránh đề cập tới chính sách ngoại giao của mình khi phát biểu trước toàn quốc. Theo các chuyên gia, tình trạng xung đột này cũng có thể khiến cho không khí tại hội nghị thượng đỉnh của các quốc gia mới nổi với sự góp mặt của cả Trung Quốc và Ấn Độ có thể sẽ trở nên căng thẳng.